Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là Flan Gamer đây. Thì video ngày hôm nay mình sẽ test cho các bạn cái con mới trong phiên bản BVZ2 quốc tế nha, 9.3.1. Thì cái con này nó bắn ra sao và tiêu diệt zombie như thế nào thì ngay sau đây các bạn hãy theo dõi video nhé. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào play và chúng ta sẽ vào xem cái con này nha. Đây, mình sẽ nhấn vào quyển sách ở góc trên màn hình. Thì cái bản này vừa rồi mình mới chia sẻ cho các bạn là bản số 1 coin đấy. Thì đây, tất cả các Flan chỉ 1 coin và chúng ở level 1 nhá. Đây, cái con mới mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn đây là Missing Bullet. Con này chưa chính thức nhá các bạn nhé, chưa có chính thức trong bản 9.3.1. con này mới là chỉ mốt thôi và ở đây nó là bullet. Đây bây giờ mình sẽ mua từ từ nha các bạn nha. Săn cốt của nó là 150 săn cốt khi đạt level 1. Lượng đam thì chưa nói lên điều gì và thời gian hồi phục là 7 giây nhá, đam 10. Rồi mình sẽ mua cho các bạn xem nhá và tí nữa mình vào test cho các bạn xem luôn. Rồi ok, nếu các bạn muốn trải nghiệm tải nó về chơi đấy thì link cũng để dưới phần mô tả video nhé. Các bạn chỉ việc nhấn vào đường link và tải nó về thôi, sau đó chép cái file OPB vào là các bạn sở hữu được con này thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào phần adventure nha. Thì ở đây cái bản số một coi lên là nó full map nhé các bạn nhé. Mình sẽ đi ngày 2 để mình test cái con này nhé, của màn cướp biển, ngày 2 của màn cướp biển. Rồi trong màn này chúng ta sẽ mua được cây cối và chắc chắn là mình sẽ mua cái con mới này cho bạn xem nhá. Đây mình sẽ mua cái con này level 1 thôi các bạn ạ. Mình sẽ test level 1 cho nó xem sức mạnh của nó có khỏe không, và mình đây nhân đôi nó lên. Tiếp tục mình sẽ chọn con này nữa, mua con này nữa để có cái lượng săn chúng ta nhanh chóng để mua được con đấy nhá. Số lượng cây đã được chọn lựa đầy đủ nha. Bây giờ chúng ta chỉ vào game và chiến đấu với các zombie thôi. À, mình thiếu một con nữa các bạn ạ. Chọn thêm một con nữa. Này đi. Ok, let's go. Rồi, chúng ta bắt đầu trồng sắp lao nha. Để chúng ta có cây, chúng ta mua được súng nha. Và cái con này các bạn ơi, con mới này mình nhìn thấy nó khá giống với con cây gai ở trong màn cướp biển này các bạn ạ. Các bạn thấy nó có giống không? Hình dạng nó cũng rất giống nha. Không biết liệu nó đam zombie như thế nào và nó tiêu diệt zombie ra sao thì các bạn hãy chờ nhá, xem nhá. Bây giờ mình sẽ mua nó để xem nó tiêu diệt zombie như thế nào nha. Đấy. Ô, sao nó không làm gì đấy các bạn ơi, nằm yên bất động này các bạn ơi. À, nó như là cây gai các bạn nhé, giống như cây gai luôn. Và nó khi nó đam ra nó sẽ tạo ra cái lưỡi cưa các bạn, lưỡi cưa để cắt zombie. Nhưng tại sao nó yếu như vậy các bạn này? Thôi không ổn đâu các bạn ạ. Con zombie level 1 này mà không tiêu diệt được thì làm gì cho đời các bạn, yếu quá. Hay tại vì nó level 1 các bạn ạ, không chọc chết được zombie này các bạn này. Ô, buồn cười thế nhỉ. Thôi hỏng rồi, mình bị lừa rồi các bạn ạ, không giết được zombie kìa. Ui, zombie lên một gì mà trâu vậy. Và lan này yếu quá các bạn ạ. Hay tại vì nó đi vào một, không làm sao hạ được zombie các bạn ạ. Để chúng qua một cách vô lý thế này cũng không làm mất tí máu nào các bạn nhé. Sao nó lại vô lý cái đấy các bạn này, không hạ được zombie này các bạn này, cực kỳ yếu luôn. Cái con hit seeker ấy thì nó level 1 của nó cũng rất mạnh các bạn nhé, đam zombie cực khủng luôn, tiêu diệt zombie một cách cực kỳ nhanh chóng. Cái còn cái con Flan mới này trong phiên bản 9.3.1 này, hay cái bản này nó bị lỗi các bạn ạ. Tại sao nó lại đang zombie yếu vậy, chả làm sát thương zombie gì cả. Đây đấy, zombie đi qua nhưng không thôi. Còn nếu mà gặp vào cây gai của bên mặt cái biển này á, thì zombie chỉ cần đi 2-3 bước là zombie đã bị tiểu béo rồi các bạn ạ. Còn đây nó đi chứ không, chả làm gây sát thương zombie gì cả. Đến cái tay một không đúng nữa thì làm sao mà tiêu diệt zombie được chứ. Thôi mà này mình không chọn bom nho với Mexico thì chắc chắn là thua các bạn ạ. Mới màn 2 của Ai Cập mà màn 2 của cướp biển thế mà cũng không hạ được cái zombie. Coi hàng nào nó yếu rồi thì mình sẽ có 5 phút xem các bạn nhé, xem nó như thế nào. Ui, nó bắn là cái đạn gì đây? Ui, ra lưỡi cưa các bạn nha. Nó bắn là lưỡi cưa. Mình không biết là trong cái màn này zombie nó trâu hay phiên bản mới nó trâu hơn cái Flan này. Mình nghĩ tỷ lệ ở đây nó chắc là tỷ lệ 1-10 các bạn ạ. Flan 1, zombie 10. Nó không thể nào mà gây sát thương cho zombie được các bạn ạ. Mới ngày 2 của bản cướp biển thôi mà tiêu diệt con zombie gì mà khó vậy. Nếu mà không có sự trợ giúp của Hisker và bom nho thì chắc chắn là màn này thua các bạn ạ. Mình test thử cái con này, nó đam của nó thì nó bắn ra lưỡi cưa các bạn nhé. Đam có 10 thôi, rất yếu rồi. Và cái đường đạn của nó là bắn ra lưỡi cưa. Khi mình vào 5 phút là ra thấy lưỡi cưa các bạn nhé. Đấy. Đây, mình sẽ vào mình test cho bạn xem vào 5 phút của nó nhé. Đây, bây giờ mình sẽ mua lại và mình test cho bạn xem khi nó vào 5 phút nó như thế nào nhé. Liệu sức mạnh của nó mấy phát vào 5 phút thì có thể tiêu diệt được zombie. Đây. Và vẫn là cây cối mình chọn như bây giờ. Ok, let's go thôi. Không hiểu nổi tại sao cái con Flan này nó lại yếu xỉu vậy các bạn ạ. Mình mua cái này nhá. Mua Flan Food để mình test cho các bạn xem cái con Flan mới này. Bây giờ mình sẽ đẩy số lượng săn lên để nhanh chóng có được săn và mua. Tại sao nó lại yếu vậy các bạn ơi? Đây, mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem cái con này Flan này khi nó Flan Food tiêu diệt zombie mấy phát nhá. Bắn được lưỡi cưa này các bạn ạ. 2 lưỡi cưa có thể tiêu diệt được zombie các bạn nhé. Và khi nó Flan Food nó bắn ra 3 đường đạn luôn để có thể hạ gục các zombie. Đây, cho các bạn xem lại lần nữa này. 1 nhát, 2 nhát là tiêu diệt zombie bình thường nhé các bạn nhé. Vậy còn zombie nó trâu hơn một tí thì sao? Con này đây, con zombie big zombie này. Đây, mình sẽ vào lần phút cho bạn xem này, nó đội mũ này xem nó trâu bao nhiêu phát. Lúc thì nó bắn được 2 phát, lúc thì nó ra 3 phát, thì không hiểu nổi cái con này các bạn ạ. 4 nhá. Đấy, các bạn nhìn xem cái con đội mũ thì nó trâu hơn tí. Và nó phải bắn 6 nhát các bạn nhé. Nhát mới có thể hạ gục zombie đây. Cái con đội mũ đấy. Vậy cái con đội xô thì chắc chắn nó sẽ trâu hơn các bạn nhé. Chắc chắn rồi. Rồi, thì hôm nay mình đã chia sẻ cho tất cả các bạn cái Flan vs. Zombies 2 phiên bản 1 nha, 9.3.1 chưa có trên chính thức. Đây là phiên bản 1. Thì mình đã test cho các bạn xem cái con Flan mới này. Thì tạm thời level 1 của nó đam rất yếu, có 10 thôi, rất yếu. Nên là nó khi nó tiêu diệt zombie chưa phải là đối thủ của zombie các bạn ạ. Nó rất yếu. Thì nếu các bạn muốn tải link thì link ở dưới phần mô tả video nhé. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cũng biết. Và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Flan Gamer nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn chơi game vui vẻ.